Rất vui khi được đồng hành cùng quý khán giả trong video ngày hôm nay của Sống An Lạc. Quý vị thân mến, ngày hôm nay của quý vị như thế nào? Đã sẵn sàng để cùng chúng tôi khám phá những kiến thức y học bổ ích hay chưa? Chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng bàn luận đó chính là hoa chuối. Đây là loại thực phẩm dân dã, có thể dùng để làm các món nộm, trộn gỏi hoặc đơn giản nhất là ăn như một loại rau nhúng lẩu, rất ngon miệng đúng không quý vị? Thế nhưng tác dụng của hoa chuối vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong đông y, đây được coi là vị thuốc hay, có tác dụng điều trị bệnh tốt gấp trăm lần thuốc tây đấy quý vị ạ. Đặc biệt, với nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, ung thư cũng đều có cơ hội điều trị khỏi. Vậy cụ thể thực hư tác dụng chữa bệnh của hoa chuối ấy như thế nào? Cách sử dụng ra sao? Hãy cùng Số Lạc đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Các bạn thân mến, hoa chuối là thực phẩm rất quen thuộc với tất cả mọi người, có thể để nấu hay làm nộm đều rất ngon. Ngoài tác dụng làm thức ăn, bạn đã biết hết những tác dụng của hoa chuối chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những tác dụng của hoa chuối nhé. Tác dụng thứ nhất, làm giảm huyết áp, bảo vệ tim mạch. Tăng huyết áp là bệnh lý xảy ra khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Bệnh được ví như kẻ giết người thầm lặng bởi toàn bộ quá trình tiến triển của bệnh diễn ra âm thầm không có triệu chứng. Một thực trạng dễ thấy là hiện nay có hàng triệu người mắc phải vấn đề sức khỏe này mà không hề hay biết. Theo đó, tình trạng huyết áp tăng cao gây nhiều áp lực cho tim và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim. Để giảm bớt những nguy cơ trên, người bệnh phải thay đổi lối sống, tuân thủ phác đồ điều trị và kết hợp với các liệu pháp thiên nhiên, chẳng hạn như dùng bắp chuối. Lý giải cho lợi ích này, các chuyên gia cho rằng thành phần của hoa chuối bao gồm tannin, các axit amin cùng những hợp chất chống oxy hóa đã bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, căn nguyên gây nên nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là bệnh tim mạch và ung thư. Tác dụng thứ hai, hỗ trợ điều trị sỏi thận. Thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể. Mỗi ngày thận tạo ra từ 1 tới 2 lít nước tiểu. Thành phần của nước tiểu bao gồm cặn bã và lượng chất lỏng thừa. Hãy hình dung nếu không có thận, chất thải và chất lỏng thừa sẽ tích tụ và gây hại cho cơ thể. Ngoài chức năng này, thận còn đóng vai trò điều chỉnh huyết áp, tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, sản xuất các hormone thiết yếu và giữ cho mức điện giải ổn định. Có thể thấy thận rất cần cho mọi hoạt động bình thường của cơ thể. Tin tốt là công dụng của hoa chuối giúp bổ thận, tráng dương, ngăn ngừa các vấn đề ở thận và tiết niệu nếu chúng ta tiêu thụ một cách hợp lý. Trong dân gian, bắp chuối non còn được dùng để chữa sỏi thận. Theo cách truyền thống, người ta sẽ nấu phần hoa và thân chuối, lấy nước uống trong vòng 2 tuần. Ngoài sỏi thận thì tình trạng viêm bàng quang cũng được cho là chuyển biến tốt khi người bệnh thêm hoa chuối vào chế độ ăn. Tác dụng thứ ba, ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Người bệnh đái tháo đường nhất thiết phải theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên, bởi nếu chỉ số này tăng cao đột ngột, rất dễ dẫn đến nhiều biến chứng như ngưng tuần hoàn, suy giảm thị lực, xuất hiện cảm giác ngứa và tê dan ở bàn tay, bàn chân hoặc thậm chí tử vong nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Để những vấn đề trên không xảy ra, bạn cần phải cố gắng giữ mức đường huyết ổn định bằng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc áp dụng chế độ ăn nhiều chất xơ, chẳng hạn như bắp chuối. Thành phần này có tác dụng giúp bạn no lâu, từ đó ngăn ngừa sự gia tăng đột biến về lượng đường huyết, hạn chế những rủi ro về sức khỏe cho người bệnh. Tác dụng thứ tư, điều trị thiếu máu. Một công dụng không thể không nhắc đến của hoa chuối là hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu. Tình trạng này thường xảy ra khi cơ thể không có đủ tế bào máu khỏe mạnh giúp vận chuyển oxy đến nuôi dưỡng các tế bào và mô. Có rất nhiều dạng thiếu máu khác nhau, từ tạm thời đến lâu dài. Nhìn chung, nếu bị thiếu máu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, suy nhược kèm theo các triệu chứng như nhịp tim không đều, chóng mặt, đau đầu, da nhợt nhạt, bàn tay, bàn chân lạnh. Theo đó, một số loại thiếu máu có thể giải quyết bằng chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng các loại thực phẩm rau sắt, thành phần thiết yếu tham gia vào quá trình sinh hồng cầu. Điều tuyệt vời là khoáng chất này lại có mặt rất nhiều trong bắp chuối. Vì vậy, bạn đừng quên bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nhé! Tác dụng thứ 5. Giải quyết các vấn đề tiêu hóa. Với những ai đang gặp vấn đề ở dạ dày thì bắp chuối chắc chắn là vị cứu tinh tuyệt vời. Về bản chất, hoa chuối có tính kiềm nên sẽ trung hòa được lượng axit thừa, đồng thời làm giảm cơn đau và kích ứng tại dạ dày. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cùng thành phần dinh dưỡng cao trong hoa chuối cũng đóng vai trò như thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp khắc phục tình trạng táo bón hiệu quả. Trong trường hợp bị đầy bụng khó tiêu, bạn cũng có thể thử dùng hoa chuối. Tuy nhiên, nếu không thấy thuyên giảm, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, bởi tình trạng đầy hơi liên tục cũng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn. Tương tự như gừng, hoa chuối cũng có tác dụng chống buồn nôn cho các mẹ bầu trong những tuần đầu của thai kỳ. Để an tâm, bạn nên kiểm tra với bác sĩ trước khi tiêu thụ bất kỳ thực phẩm nào mới khi mang thai.
Tác dụng thứ 6, làm lành vết thương. Nếu không may gặp phải những tổn thương chảy máu hay vừa trải qua phẫu thuật, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bạn nên ăn thêm hoa chuối để thúc đẩy tiến trình làm lành vết thương. Ngoài ra, các dưỡng chất trong hoa chuối sẽ giúp làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và ngăn sự phát triển của các vi khuẩn sưng viêm. Tác dụng thứ 7, ngăn ngừa lão hóa. Xét về mặt lý thuyết, sự tích lũy gốc tự do trong cơ thể là nguyên nhân dẫn đến lão hóa. Các gốc tự do đánh cắp điện tử từ phân tử protein và DNA trong da gây nên căng thẳng và tổn thương cho tế bào. Ngoài ra, việc tiếp xúc với các tác nhân như tia UV từ ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và khói thuốc lá cũng sẽ làm gốc tự do tăng sinh nhiều hơn. Để đảo ngược quá trình lão hóa, lấy lại vẻ xuân thì, bạn hãy tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Đặc biệt, hoa chuối đã được chứng minh là có hàm lượng cao vitamin C, tannin và flavonoid, đều là những hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Tác dụng thứ 8, điều hòa kinh nguyệt. Một công dụng khác của hoa chuối là giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Theo đó, mỗi phụ nữ đều có tình trạng kinh nguyệt khác nhau. Khá nhiều người phải trải qua những triệu chứng tiền kinh nguyệt, trong khi số khác lại bị ra máu quá nhiều. May mắn thay, bắp chuối có thể giúp bạn khắc phục vấn đề này nhờ vào khả năng thúc đẩy việc sản sinh hormone làm giảm lượng máu tiết ra. Cách dùng khá đơn giản, bạn chỉ cần sắt nhỏ bắp chuối, nấu canh chua hay nấu chín rồi ăn kèm với phô mai hoặc sữa chua như món salad. Một điểm cộng khi dùng món này là cung cấp hàm lượng chất xơ và nhiều thành phần dinh dưỡng. Đặc biệt, chất xơ là một trong những yếu tố cần thiết giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Ngoài lợi ích trên, hoa chuối còn là liệu pháp tự nhiên chữa đau bụng kinh tuyệt vời. Theo một nghiên cứu, trà hoa chuối có thể giúp giảm đau bụng kinh. Hãy rửa sạch hoa chuối, thái sợi nhỏ rồi đem phơi hoặc sấy khô, sau đó sau hoa khô trong khoảng từ 5 tới 7 phút trước khi dùng hãm trà. Tác dụng thứ 9, tăng tiết sữa sau sinh. Trong dân gian, món hoa chuối hầm móng giò được dùng như một bài thuốc giúp thông sữa, gọi sữa về cho bé bú no. Ngoài ra, mẹ sau sinh cũng được khuyến khích tiêu thụ những món ăn khác, chẳng hạn như hoa chuối nấu tôm, nộm hoa chuối v.v. để em bé có thể nhận được nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, giúp bé tăng trưởng và phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, thành phần dưỡng chất trong hoa chuối còn được chứng minh giúp thúc đẩy tiến trình mau lành vết thương trong quá trình sinh nở, kìm hãm sự phát triển vi khuẩn gây bệnh, từ đó bảo vệ người mẹ khỏi các bệnh nhiễm trùng. Tác dụng thứ 10, cải thiện sức khỏe tử cung. Hoa chuối là một trong những thực phẩm vàng cho tử cung phụ nữ. Thực phẩm này cung cấp sắt, đồng và canxi, những thành phần giúp tăng cường sức khỏe thành tử cung, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề viêm nhiễm. Tác dụng này sẽ tăng lên nếu bạn dùng kèm với các loại gia vị thảo mộc khác như nghệ tươi, hạt tiêu hoặc thì là. Với phụ nữ mang thai, hoa chuối còn là phương thuốc giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn, bởi việc tiêu thụ bắp chuối luộc có khả năng kiểm soát quá trình sản xuất hormone sinh dục nữ. Đây là nội tiết tố liên quan đến tình trạng chua rút, hiện tượng ra máu có thể xảy ra trong tam cá nguyệt đầu tiên và cuối cùng của thai kỳ. Bắp chuối còn chứa một lượng magie đáng kể, khoáng chất rất có lợi trong thời kỳ đầu mang thai vì giúp cải thiện tâm trạng và giúp chống lại chứng ốm nghén hiệu quả. Nhiều mẹ bầu còn kháo nhau nếu uống nước hoa chuối luộc vào sáng sớm sẽ hạn chế được triệu chứng buồn nôn khó chịu. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện nhé. Thưa quý vị, đôi khi những loại thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày lại trở thành bài thuốc có công dụng tuyệt vời và hoa chuối cũng không ngoại lệ, đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay, hãy bổ sung hoa chuối thường xuyên hơn bạn nhé! Vậy bạn có biết hoa chuối có thể chế biến thành món ăn nào hay không? Hãy cùng theo dõi phần cuối của chương trình. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị hai công thức chế biến món ăn vô cùng bổ dưỡng và thơm ngon được làm từ hoa chuối. Hãy cùng tiếp tục theo dõi và vào bếp ngay để có cho gia đình mình những bữa cơm thơm ngon bạn nhé! Sau đây là hai món làm từ hoa chuối vô cùng dễ làm để bạn có thể thêm lựa chọn cho bữa cơm gia đình. Món ăn thứ nhất, nộm bắp chuối. Nguyên liệu cho món ăn này gồm có 1 bắp chuối cỡ vừa, 250g thịt ba chỉ, có thể thay bằng tôm, thịt gà đều được. 1 quả dưa leo, đậu phộng rang sẵn đã bóc vỏ, rau thơm, nước mắm, nước cốt chanh cùng gia vị nêm nếm các loại. Cách thực hiện như sau, thịt ba chỉ rửa sạch, cho vào nồi luộc cùng với nửa thìa cà phê muối. Khi thịt chín, bạn thái thành miếng mỏng vừa ăn. Nếu muốn ăn mặn hơn, có thể trộn thịt với một thìa cà phê bột canh. Trong khi luộc thịt, bạn bào bắp chuối rồi ngâm với nước muối hoặc nước chanh pha loãng để tránh bị đen. Dưa chuột bỏ ruột, thái miếng vừa ăn. Rau thơm rửa sạch, ngâm nước muối loãng, vớt ra vẩy ráo. Tiếp theo là đến công đoạn pha nước trộn gỏi. Bạn cho 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa cà phê tỏi ớt vào bát, rồi trộn đều. Cho bắp chuối, thịt ba chỉ dưa chuột vào thố, dưới nước trộn gỏi vào trộn đều. Sau cùng, cho rau thơm đã thái rối vào,
trộn nhẹ tay, thêm đậu phộng rang, dọn ra đĩa và thưởng thức. Món ăn thứ hai, canh chua bắp chuối. Nguyên liệu gồm có một bắp chuối cỡ vừa, hai quả cà chua, một quả thơm, tỏi tây, hai quả chanh, ngò gai cùng các loại gia vị nêm nếm. Cách thực hiện như sau, sơ chế hoa chuối thực hiện tương tự như trên, cà chua rửa sạch, thái múi cau, thơm thái lát nhỏ, mỏng vừa ăn, chanh vắt lấy nước, ngò gai cắt nhỏ. Bắc nồi lên bếp cho nóng, cho dầu ăn và tỏi tây vào phi thơm, cho cà chua và thơm đã thái sẵn vào đảo đều, thêm nước vào và nấu sôi. Nước sôi, nêm đường, muối, bột ngọt và nước cốt chanh theo khẩu vị, rồi cho bắp chuối vào, đun sôi chừng 1-2 phút, nêm ngò gai, tắt bếp. Trường hợp muốn nấu canh chay, bạn có thể dùng thêm nguyên liệu là tàu hũ hoặc đậu hũ non. Nếu món mặn thì thay bằng tôm hoặc cá nhé. Quý vị thân mến, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu hơn về những tác dụng tuyệt vời mà hoa chuối mang lại rồi đúng không nào? Hãy cùng điểm lại nhé! Hoa chuối, món ăn bài thuốc chữa bệnh hiệu quả. Hoa chuối không chỉ là món ăn ngon được nhiều người ưa chuộng, mà đây còn là vị thuốc hỗ trợ và điều trị rất nhiều căn bệnh. Thứ nhất là giảm huyết áp, bảo vệ tim mạch. Thứ hai là hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận. Thứ ba là ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Thứ tư là điều trị bệnh thiếu máu. Thứ năm là giải quyết các vấn đề về tiêu hóa. Thứ sáu là giúp làm lành vết thương. Và thứ bảy là giúp điều hòa kinh nguyệt. Hãy bổ sung món ăn từ hoa chuối thường xuyên hơn bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.